người ta đang làm cái la phong. Ủa đây là làm la phong hả anh? Phong luôn các bạn, đó người ta la phong này như là bằng thạch cao á. Rất là cao ha. Rồi bây giờ mình đi xuống phía kia coi hết các bạn. À đi vòng vòng qua phía này. Rất là nắng. Oh. Đây còn cái phía này đây. Văn phòng mà chưa có xong luôn. Giờ người ta đang làm như vậy á, biết chừng nào mới xong nữa. Okay, see you later. Rồi bây giờ mình xuống cầu thang để mình đi lên cầu thang. Đây các bạn. Khí bình không? Rồi bây giờ lên trên này. Rất là mệt mỏi. Ok, qua phía này nha. Qua phía bên này xem. Rồi đây là ở trên cái xưởng ở phía trên đó các bạn. Cái
Rồi bây giờ mình đi xuống nè, xuống cầu thang để đi xuống dưới xưởng nè. Ôi là lá. Ở đây người ta cũng vẫn đang làm các bạn. Cầu thang cũng chưa có xong. Đây ở dưới xưởng đây. Ok. Đi xuống tiếp. Ok, tạm biệt các bạn nha.